Chipu gây thất vọng khi MV bị chê không khác gì đang quảng cáo. Là sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau hành trình ấn tượng tại Đạp gió 2023 nhưng MV Hoa dưới mặt trời của Chipu lại nghiêng về quảng cáo trang sức khiến người xem có phần thất vọng. MV Hoa dưới mặt trời nhanh chóng nhận về sự quan tâm của khán giả, bởi đây là sản phẩm âm nhạc nữ ca sĩ ra mắt sau hành trình rực rỡ tại Đạp gió 2023 và nhiều hoạt động nổi bật sau đó. Hoa dưới mặt trời thuộc thể loại pop, ballad được trang pháp sáng tác kiêm sản xuất và Nemo đảm nhiệm vai trò hòa âm phối khí, mixing và mastering bởi nhạc sĩ Only Lần trở lại này Chipu đã gây bất ngờ khi thể hiện một ca khúc không phải là một bản đen sôi động. Chipu trở lại với hoa dưới mặt trời. Dù được chia sẻ là thước phim về trạng hành trình của Chipu nhưng MV dính quá chặt với một thương hiệu trang sức. Như một TVC quảng cáo hơn là một sản phẩm âm nhạc độc lập, đánh dấu sự trở lại thị trường nhạc Việt của Chipu sau thời gian hoạt động sôi nổi tại Trung Quốc. MV Hoa dưới mặt trời được xây dựng như một đoạn phim ngắn với hình ảnh lớp lang và nhiều tầng nghĩa. Trong đó, những chiếc cầu thang như con đường mà nữ ca sĩ đã đi qua, chiếc micro thể hiện hành trình âm nhạc, những mảnh gương vỡ như những khó khăn. Trở ngại trong cuộc sống mà nữ ca sĩ phải trải qua nhưng cuối cùng vẫn rạng rỡ, xinh đẹp khi soi mình vào đó. MV cũng xoáy vào cột mốc mang tên The Journey, hành trình rực rỡ tại đạp gió 2023 của Chipu. 2023 là một năm rực rỡ đối với Chipu khi gặt hái được những thành công nhờ tham gia chương trình truyền hình thực tế đạp gió tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ xuất sắc giành vị trí thứ 6 Trung cuộc, trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên được ra mắt trong nhóm nhạc bước ra từ chương trình đình đám này. Sau đạp gió 2023, Chipu liên tiếp góp mặt trong các show truyền hình thực tế, đêm nhạc lớn tại Trung Quốc như Adelicious Get hay Hello Saturday, Timor, đại nhạc hội thanh niên châu Á.